quý vị và các bạn, theo quyết định số 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã xây dựng nông thôn mới nâng cao cần hoàn thành đạt chuẩn 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông. Đây được xem là tiêu chí quan trọng tạo điều kiện để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí khác liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, khám chữa bệnh từ xa, phát triển du lịch. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đáp ứng 4 điều kiện về thông tin và truyền thông thuộc tiêu chí số 8, gồm có điểm phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông, Internet, đài truyền thanh và hệ thống loa đến các khu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí này, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu đến năm 2025 có 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. Có 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Mới đây, nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí số 8, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch khảo sát, xác định vị trí lắp đặt hệ thống Wi-Fi truy cập Internet công cộng tại các xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022. Cụ thể, gồm các xã Đắc Nông thuộc huyện Ngọc Hồi, Tân Cảnh, Diên Bình thuộc huyện Đắc Tô, Đắc Ruồng, huyện Con Rẫy, Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy và cuối cùng là xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum. Đồng thời, Sở cũng ban hành văn bản 1407 ngày 9 tháng 8 về việc hướng dẫn chỉ tiêu thông tin và truyền thông thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum đã có cuộc trao đổi cùng ông Hà Thanh Tuấn, trưởng phòng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung này. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vậy thì câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi thì theo quy định mới, các cái chỉ tiêu của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông đối với xã nông thôn mới thì có thay đổi gì so với trước đây hay không ạ? Ngày 8 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 318 về Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tiếp theo đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành quyết định số 1127 ngày 2 tháng 6 năm 2022 việc công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025. Theo đó thì cái Bộ Tiêu chí số 8 của ngành Thông tin Truyền thông gồm có 4 tiêu chí: về xã có điểm phục vụ bưu chính, xã có điểm dịch vụ viễn thông và Internet, xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, và cuối cùng là xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Những quy định mới giai đoạn này thì có nhiều cái điểm mới cần phải quan tâm như sau. Đối với tiêu chí 8.2 về xã có dịch vụ viễn thông và Internet thì yêu cầu là tất cả các thôn trên địa bàn xã có sử dụng ít nhất là một trong hai dịch vụ điện thoại cố định hoặc là điện thoại di động. Nội dung thứ hai là tất cả các thôn trên địa bàn xã có sử dụng ít nhất một loại hình dịch vụ Internet, đó là Internet cố định, thuê bao cáp quang hoặc là truy cập Internet di động thông qua thuê bao di động 3G, 4G và 5G. Cái điểm mới thứ ba là xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến thôn. Thì ngoài cái tiêu chí cũ là có đài hiệu tiếng, có dây hoặc là đài không dây FM thì nay bổ sung thêm đài ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Đây là một cái hệ thống mới. Thứ hai là cái đài này phải hoạt động thường xuyên 3 lần trên ngày. Thứ tư là xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Cái nội dung này là có nhiều điểm mới. Thứ nhất là tỷ lệ số máy vi tính trên cán bộ công chức cấp xã là phải tối thiểu là 50%. Thứ hai là xã phải sử dụng tất cả ít nhất là 4 phần mềm ứng dụng. Một là hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Hai là hệ thống thư điện tử do tỉnh Kon Tum cung cấp. Thứ ba là hệ thống một cửa điện tử. Thứ tư là có cổng trang thông tin điện tử tích hợp với cổng dịch vụ công. Và đặc biệt là cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng hồ sơ giải quyết là tối thiểu là 30%.
Vâng, nếu căn cứ theo các cái chỉ tiêu mới ban hành, các xã thực hiện việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2022 thì có bao nhiêu xã đã đạt chuẩn về tiêu chí số 8? Và theo ông thì cái mức đạt chuẩn này có mang tính bền vững hay không thưa ông? Thực hiện chỉ thị 04 ngày 2 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thì hiện nay là có, đối với tiêu chí ngành thông tin truyền thông thì có 8 trên 8 xã cơ bản là đạt cái tiêu chí số 8 ngành thông tin truyền thông. Tuy nhiên cái mức đạt tiêu chí số 8 thì hiện nay theo đánh giá của ngành thông tin truyền thông thì vẫn còn chưa mang tính bền vững bởi một số lý do. Thứ nhất là đối với cái hệ thống đài truyền thanh cấp xã thì đã có nhiều xã thì đã được đầu tư từ khá lâu. Hiện nay cũng có tình trạng là hư hỏng xuống cấp. Cho nên cái việc mà duy trì hoạt động, kinh phí duy trì hoạt động không đảm bảo, cho nên là cái hệ thống đài truyền thanh này hoạt động thường xuyên mà 3 lần trên ngày thì cũng là khó. Cái nội dung thứ hai là về đối với tiêu chí số 8.4 là xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Thì hiện nay thì cái tỷ lệ mà số xã có trang thông tin điện tử thì cũng còn ít, nên cũng ảnh hưởng đến cái tiêu chí này. Và đặc biệt là cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã theo yêu cầu là tối thiểu 30%, thì hiện nay là cái tiêu chí này cũng đang khó khăn, vì cơ bản là giải quyết hồ sơ trực tuyến của cấp xã thì cũng còn đang hạn chế, tỷ lệ dưới 30%. Cái này còn có nguyên nhân lớn nhất là hiện nay các xã vùng sâu vùng xa cái trang thiết bị cũng còn hạn chế, thứ hai nữa là trình độ tiếp cận về công nghệ thông tin cũng còn hạn chế của người dân, cơ bản còn hạn chế. Qua đây thì Sở Truyền thông cũng kính đề nghị quý bà con và các doanh nghiệp thì tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Hiện nay thì tỉnh Kon Tum đã triển khai cung cấp hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, dịch vụ công kontum.gov.vn và trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công.gov.vn. Như vậy thì bên cạnh các xã nông thôn mới thì quyết định 318 cũng đặt ra những cái chỉ tiêu mới trong việc thực hiện các cái tiêu chí số 8 đối với các xã nông thôn mới nâng cao. Vậy thì từ phía tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các cái địa phương thực hiện các chỉ tiêu này hay chưa? Thực hiện quyết định 318 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 1127 của Bộ Thông tin Truyền thông thì ngày 9 tháng 8 năm 2022, Sở Thông tin Truyền thông đã ban hành văn bản số 1407 về hướng dẫn các tiêu chí thông tin truyền thông thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 gửi cho các địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả tiêu chí nông thôn mới và tiêu chí nâng cao. Được biết thì theo quy định mới, đối với các xã nông thôn mới nâng cao thì bắt buộc phải có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Tới thời điểm hiện tại thì các địa phương đã triển khai được tiêu chí này hay chưa? Và trong cái quá trình triển khai thì có đơn vị nào gặp khó không thưa ông? Thực hiện quyết định số 468 ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thì ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành văn bản số 1965 về việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thì nội dung cái văn bản là giao nhiệm vụ cho các ngành như văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Bưu điện tỉnh Kon Tum căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Thông tin Truyền thông và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương giao cho doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời là chỉ đạo văn phòng Ủy ban tỉnh đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện và đề xuất mô hình mở rộng triển khai với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cùng thời gian này thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng cái dự thảo hướng dẫn nội dung chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ ngành địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Thì hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Kon Tum thì các địa phương còn đang gặp khó khăn trong việc triển khai vì chưa có quy định cụ thể việc này. Do đó việc đặt hàng giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp bưu chính cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thì hiện nay mới chưa thực hiện ở cấp tỉnh. Còn các cấp còn lại thì phải chờ hướng dẫn của
cấp có thẩm quyền. Theo quy định mới trong tiêu chí số 8 thì các xã được công nhận nông thôn mới nâng cao phải có dịch vụ báo chí truyền thông, có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng, cũng như là khu vực trung tâm xã này, nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc là các điểm du lịch cộng đồng. Như vậy thì hiện nay từ phía sở đã có sự hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương như thế nào trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu này ạ? Sở thì thông tin truyền thông hiện đã ban hành văn bản số 1407 về hướng dẫn các tiêu chí của ngành thông tin truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra thì sở cũng đã ban hành kế hoạch số 1753 ngày 26 tháng 9 năm 2022 về khảo sát vị trí lắp đặt hệ thống wifi cung cấp internet công cộng tại các xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Trong thời gian tới thì sở thông tin truyền thông sẽ phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan để triển khai lắp đặt cho số xã về đến nông thôn mới nâng cao. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi trò chuyện ngày hôm nay ạ.